Và từ đầu đến giờ thì chúng ta đã nói rất nhiều về việc là cái tinh thần học tập của mỗi người ấy là điều rất là quan trọng. Dù là ở độ tuổi nào và ở trong hoàn cảnh hay là tình huống nào đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải học tập, nâng cấp các cái kỹ năng, nâng cấp các cái kiến thức cho bản thân mình. Và bây giờ ấy, ở ngoài thị trường ấy, thì các bạn trẻ lại còn đang đua nhau đi học những cái khóa học mà ngày xưa rất là lạ lẫm với chúng mình. Mình sẽ cùng xem đó là những khóa học gì nhá. Bẻ vai, thẳng lưng, tay đặt nhẹ lên thái dương, mắt nhìn thẳng máy ảnh. Đó là một vài trong những cách tạo dáng của khóa học tạo dáng chụp ảnh tại Hà Nội. Thấu hiểu áp lực của không ít anh em khi phải chụp ảnh cho vợ hay bạn gái, nhiều chị em đã dành thời gian để học pose dáng như là một bí kíp để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nó đơn giản và nó giúp mình tự tin rất là nhanh. Đến mình mà mới đi học về, mình áp dụng được cho mình rồi, mình còn chỉ lại được cho chồng để chồng có thể là hỗ trợ mình tạo ra cái bức ảnh đẹp cơ mà. Và tham gia cái khóa học pose dáng ấy thì mình thấy là góc khuyết điểm của mình ấy thì đều được che khuyết đi. Nhìn lại được những cái bức ảnh mà chồng mình chụp cho ấy thì đôi khi mình cảm thấy là wow, kiểu không nghĩ là nó lại đẹp như thế mà nó khác hẳn trước đây. Không chỉ học tạo dáng, những lớp học phong thái đào tạo về kỹ năng đi, đứng, ngồi cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ không ngần ngại chi cả trăm triệu đồng để học thanh lịch, dịu dàng, đảm đang.